Ê già, bảo hôm nay xinh quá, mặc váy đẹp mắt to tròn lên. À, xem Huy Huy nào, Huy Huy mặc váy đẹp cũng run, cả ngày run thôi. Chuyên chuyên, nên đổi vợ được rồi. À, chuyên chuyên, 2 ngày đẹp bên con ai là đẹp nhất? À, vẫn là vợ đẹp hả? Ê già, mẹ thấy là vẫn là bảo nhà mình là đẹp nhất. Đúng không? Đúng không bảo? Bảo nhà mình là đẹp nhất, đúng không? Rồi, chuyên chuyên, con nói là vợ con đẹp mẹ giận rồi kìa hả? Con quay lại đây mẹ bảo này, bảo quay đây, đúng rồi, quay mẹ bảo bảo hôm nay đẹp nhất này, mặc áo đẹp này, đằng sau có cái nơ. Ê, đúng rồi, quay 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 đây cho mẹ xem. Đúng rồi đấy, cái mặc cái váy này đẹp, có cái nơ này đẹp này, đúng không? Ê rồi, chất vải nhìn cũng đẹp, mặc dễ chịu này, đúng không? Ê, đúng rồi.